in this week's BizLine. Vietnamese firm aim to list on foreign stock exchanges. And later on, preparations and efforts required to list on international stock markets. Hello, you're tuning into BizLine, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng. Vietnamese electronic vehicle maker VinFast became the first Vietnamese automobile company listed on the US Nasdaq when it debuted on August the 15th. Meanwhile, several Vietnamese enterprises have been planning to list in foreign stock exchanges in order to access the abundant capital sources in foreign markets. So how can the listing leverage its competitive advantage in the world market? And what should companies pay attention to as they approach foreign stock exchanges? We'll find out more in this week's BizLine. Vietnamese electric vehicle manufacturer VinFast rang the Nasdaq opening bell on August 15. Its VFS ticker stock popped up 68% to close its first trading day at $37, giving it a market capitalization greater than that of either Ford or GM for the moment. At its peak of $93 per share on August 28, VinFast's near $200 billion valuation made it the third most valuable car company on paper after Tesla and Toyota. However, the share has been volatile and witnessed dips at some points. The company remains cautious. Bây giờ đã niêm yết ở Nasdaq rồi, có nghĩa là mình đã ra thị trường toàn cầu, đã ra biển lớn, thì mình sẽ phải sẵn sàng với tất cả cái sóng lớn thôi. Chúng ta sẽ phải trao đổi với nhà đầu tư nhiều hơn nữa và sẽ có những cái nghĩa vụ khi mà mình trở thành công ty niêm yết ở trên sàn chứng khoán như Nasdaq, nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, nghĩa vụ với analyst và với thị trường. There are currently around 10 electric automobile makers listed on the Nasdaq. Analysts said VinFast's listing was the right time to improve its competitive advantage. And so we expect the pie to continue to grow. ICE, the internal combustion engine businesses, will continue to diminish. And great EV car companies like VinFast, who are focused on awesome technology, just a fantastic design, and the right price point, I think are poised to be real winners in the market going forward. According to the company, VinFast will issue a large number of shares in the next 6 months to a year, with likely volumes of around 3 million and 30 million shares, respectively. In order to obtain a deeper analysis of the topic, we connected with Dr. Ngô Công Trường, Country Director of the American Society of Quality Automotive Division in Vietnam and an expert on operational excellence, and Mr. Nguyễn Thế Trung, an expert on finance, security and shareholder relations and CEO of consulting and educational firm John & Partners. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Giữa tháng 8 thì VinFast chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq, trở thành doanh nghiệp ô tô đầu tiên của Việt Nam được niêm yết chính thức tại Mỹ. Hai ông nhận định gì về dấu mốc này? Tôi rất là vui và tự hào khi có công ty Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Với sự niêm yết này, tôi rất là tự tin rằng là sẽ có rất nhiều công ty sau VinFast sẽ tiếp nối VinFast tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, cũng như là đưa doanh nghiệp Việt Nam ra trên toàn cầu. Và đây là một trong những dấu ấn để cho người Việt có thể vươn xa trên tầm thế giới, đặc biệt là một thị trường khó tính như Hoa Kỳ. Vâng, và còn ông Nguyễn Thế Trung, ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này? Khi mà VinFast họ công bố cái dự án làm xe hơi, chúng ta có rất là nhiều cái sự hoài nghi. Sau xe hơi, xe điện, rồi niêm yết, mỗi lần như vậy thì có rất nhiều câu hỏi. Nhưng cuối cùng thì cái việc niêm yết của VinFast tại Nasdaq thì nó thành hiện thực. Thế nó minh chứng cho một việc, thứ nhất là chúng ta có khả năng tham gia những cái ngành khó như là xe hơi. Và cái việc đưa một doanh nghiệp niêm yết tại sàn chứng khoán Nasdaq là hoàn toàn có thể. Như vậy được hiểu là chúng ta sẵn sàng chuẩn bị tham gia những cuộc chơi lớn hơn, không chỉ cho VinFast mà còn cho những doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Kể từ khi niêm yết thì giá cổ phiếu của VinFast dao động khá nhiều. Thưa ông Nguyễn Thế Trung, ông nhận định gì về biến động của cổ phiếu VinFast trên một sàn chứng khoán lớn và đầy cạnh tranh như là Nasdaq? Khi mà mới lên thì cái sự kỳ vọng của thị trường, kỳ vọng của nhà đầu tư nó rất là khác nhau. Nó gọi là chưa có market consensus, có nghĩa là chưa có cái nhận định chung của thị trường về một cổ phiếu. Thì nên là người kêu là 20 đô, người 30 đô, người đánh giá 50 đô. Thậm chí có người sẽ nói là 3 đô, cũng rất là bình thường, không có gì cả. Điểm thứ hai là liên quan đến cái sàn Nasdaq là một trong những sàn là họ không có trần sàn như Việt Nam.
Có nghĩa là Việt Nam chúng ta biên độ dao động là một ngày 7% hoặc là 10% tùy như sàn. Còn Nasdaq là họ có quyền tăng rất nhiều và giảm rất nhiều. Nên vậy cái sự dao động nó không bị hạn chế như là Việt Nam. Và điểm thứ ba là khi mà mới lên sàn như là VinFast á, thì cái lượng cổ phiếu giao dịch hiện giờ mới chỉ có khoảng 0.3% thôi, rất là ít. Thì trong thuật ngữ người ta gọi là floating rate, rất là thấp. Thì khi mà cái lượng cổ phiếu thấp như vậy á, thì có nhiều nhà đầu tư lớn họ mua một ít thôi, cũng tác động khá là nhiều đến giá cổ phiếu, để làm nó chạy lên, chạy xuống. Thì như vậy chúng ta phải chờ sau một khoảng thời gian thì người ta sẽ có cái sự kỳ vọng thống nhất hơn về cổ phiếu. Thứ hai là chờ khi nào cái lượng mà cổ phiếu đang bị chưa được niêm yết á, được giao dịch, lúc đó cái sự dao động nó sẽ giảm đi. While VinFast has garnered great attention since its debut, some analysts attributed the pop in share price to speculators. They expect prices and volatility to drop as VinFast issues more stock. Nonetheless, the listing is believed to boost the company's credibility and motivate other Vietnamese enterprises with the same dream of entering international stock markets. I think this will be a shot in the arm for all the Vietnamese enterprises who want to really gallop to the higher pedestal, particularly in the US. But again, you will have to look into how a particular company really does, because you need to have a consortium of companies which should be doing remarkably well, particularly in Nasdaq, because then only people will pay attention that look, this is a wonderful ecosystem which exists and we should really promote that. Để mà đánh giá về thương hiệu có tích cực hay là không thì nó vẫn là phải đến từ hoạt động cốt lõi, hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, chứ nó không hoàn toàn dựa trên việc là niêm yết hay là giao dịch trên sàn quốc tế. The US is the biggest stock market, accounting for about 60% of the world's total market capitalization. Meanwhile, the Nasdaq is the second largest stock exchange worldwide by market capitalization of listed companies as of July this year, according to Statista. Listing on the Nasdaq, in particular, and in the US, in general, provides opportunities for enterprises to attract funds of up to tens of billions of USD while improving their liquidity. Giúp mang thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta ra thị trường quốc tế, nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam mình. Từ đó giúp chúng ta mở rộng cơ kinh doanh, hợp tác quốc tế sâu rộng hơn và có thể tiến sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Việc VinFast đã được lên sàn chính thức tại Mỹ mở ra những cơ hội gì cho doanh nghiệp Việt nói chung trong việc tiếp cận vốn và tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài khác? Đầu tiên là việc VinFast niêm yết thành công lên sàn Nasdaq đó, nó thể hiện cho chúng ta thấy một cái niềm tin rằng là nếu VinFast làm được thì các doanh nghiệp khác làm được. Chúng ta có thể tự tin là bên cạnh Nasdaq thì các công ty Việt Nam sẽ lên được những cái sàn chứng khoán khác, ví dụ như là ở châu Âu, ở Úc chẳng hạn, hay là ở Singapore. Việc số 3 là khi mà các bạn đều biết là lên sàn Nasdaq ở Mỹ thì nó có rất nhiều yêu cầu về mặt kỹ thuật. Thành ra chúng ta đã có một cái niềm tin rằng là đã có công ty đáp ứng được các nhu cầu, yêu cầu về mặt kỹ thuật cao cấp này. Và những kỹ thuật rất khắt khe, cơ hội để tiếp cận một thị trường vốn lớn như Hoa Kỳ hay là trên toàn cầu rất là lớn. Và cái việc mà niêm yết trên sàn chứng khoán nó không chỉ là việc tiếp cận vốn mà nó còn mở ra một cơ hội cho chúng ta, một cái cơ hội về PR, về thương hiệu. Và đây là một cơ hội để PR gần như có thể nói là không đồng và rất nhiều người bắt đầu quan tâm tới Việt Nam. Thì nó minh chứng cho cái việc là đây là cái dịp chúng ta có thể mở rộng ra về thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu. Và cái việc mà chúng ta thành công trong cái thị trường xe hơi á, là đây một trong những ngành công nghiệp mà dẫn đầu hiện nay, ngành công nghiệp khó tính nhất mà chúng ta làm được thì các ngành công nghiệp khác nó rất là dễ dàng. Vâng, và còn ông Nguyễn Thế Trung, ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này? Nhìn qua những cái nước xung quanh ha, thì bên cạnh mình thì có là Trung Quốc. Trung Quốc họ đã đưa tới khoảng hơn 200 doanh nghiệp qua niêm yết của sàn chứng khoán Nasdaq. Và như vậy thì cái việc niêm yết nó thể hiện chuyện gì? Đó là cái việc nỗ lực của các doanh nghiệp đi thu hút dòng vốn về đầu tư. Và ngày trước thì chúng ta là thu hút nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam đầu tư. Nó có yếu điểm là nó không thu hút được nhiều dòng tiền khi chúng ta vẫn là một cái frontier market, một cái thị trường cận biên. Thì thị trường cận biên nó sẽ bị hạn chế về cái dòng vốn đổ vào. Chúng ta muốn thu hút nhiều tiền, chúng ta bắt buộc phải ra cái sân chơi rất là lớn. Ở đó có nhiều tiền để chúng ta huy động. Thì như vậy là sau rất nhiều năm chúng ta nghi ngại hoặc là tôi chưa dám, thì hôm nay chúng ta có một doanh nghiệp dám mở đường và thành công, thì nó sẽ tạo động lực cho rất nhiều doanh nghiệp khác ở Việt Nam đi ra thị trường và tháo gỡ cái nút thắt về dòng vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Several Vietnamese enterprises have expressed ambitions to place their footprints in the international stock markets.
For example, internet company VNG Corp has recently filed for an initial public offering, IPO, in the United States. The listing will make VNG the first technology firm from Vietnam to list in the US. Meanwhile, Vietjet Air, Vinamilk, Tiki and several other Vietnamese firms are also targeting IPOs and listings overseas. Từ xưa đến nay thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp đề cập đến vấn đề này rồi, không chỉ là VinFast mà cả những doanh nghiệp ở ngành khác, ví dụ như bất động sản, ngân hàng, ngành hàng tiêu dùng, công nghệ vân vân. Các doanh nghiệp mà đã muốn ý, thì họ về cơ bản là họ có thể đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về niêm yết. Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn là mình cần biết là niêm yết vì mục đích gì. Major foreign stock exchanges such as the Nasdaq and the New York Stock Exchange, among others, have stiff requirements in many respects, which entail companies spending extensive time preparing to go public. One is the International Financial Reporting Standards, which have been applied in around 120 countries worldwide. Meanwhile, for the US alone, listed companies must also satisfy the US Generally Accepted Accounting Principles, which provide further detailed rules on accounting. As a result, it usually takes an enterprise 18 to 34 months to be listed in the US. Có thể phải đến mất đến vài vòng thì các công ty mới được chấp thuận để niêm yết. Nhưng mặt khác nữa ấy, là họ cũng yêu cầu rất nhiều các cái trách nhiệm của các cái nhà tư vấn liên quan. Đấy, từ đơn vị kiểm toán là cái nơi mà phải đưa ra cái accountant report, cái báo cáo của kiểm toán viên chỉ riêng cho cái việc là niêm yết. Thế rồi là riêng cho cái hồ sơ niêm yết. Thế rồi là các công ty, các cái ngân hàng đầu tư thì phải có các cái underwriter, tức là underwriting, tức là đảm bảo phát hành thành công cổ phiếu với một cái giá nhất định. Experts predict that a wave of Vietnamese companies will be listed in the US stock market. In addition to the US, Vietnamese companies can access stock exchanges in other markets, such as the UK and Singapore. Meanwhile, experts suggest other options for consideration. There is a stock exchange called Euronext, which is pan-EU, so it covers several European countries. So in each of those markets, they have different types of financial instruments. They have equities, derivatives, ETFs, which are exchange-traded funds, commodities, and foreign exchange. So in those spaces all around all those countries, they have different specializations and they have the infrastructure as well to back up the trading platform. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác cũng mong muốn và lên kế hoạch để lên các sàn chứng khoán ngoại, đặc biệt là ở các thị trường như Mỹ, Anh hoặc Singapore. Điều kiện mà các doanh nghiệp cần phải bắt buộc đáp ứng tại các sàn chứng khoán nước ngoài là gì? Đầu tiên là mình niêm yết tại thị trường nào thì mình phải tuân thủ luật của thị trường đó là đương nhiên ha. Ví dụ là Mỹ thì tuân thủ luật Mỹ, châu Âu thì tuân thủ luật châu Âu. Rồi thứ hai nữa là chúng ta niêm yết tại cái sàn nào, chúng ta tuân thủ cái quy định của những cái sàn đó. Ví dụ ở sàn Nasdaq, sàn New York Stock Exchange hay là sàn London ha, chúng ta sẽ tuân thủ những cái quy định của sàn đó. Rồi sau khi tuân thủ những cái quy định đó thì ngược lại là chúng ta vẫn phải tuân thủ cái quy định của quốc gia sở tại của công ty niêm yết đấy. Thế là hai cái điều kiện bắt buộc để chúng ta niêm yết trên một cái sàn chứng khoán nước ngoài. Tuy nhiên thì trong quá trình đó sẽ có nhiều cái điểm nó vướng, nhưng mà việc của các doanh nghiệp phải tìm cách để tháo gỡ và chúng ta tìm cách làm sao đó hòa hợp được cái việc khác nhau của những cái văn bản luật, những quy định luật của các quốc gia khác nhau. Thực tế trước đây đã có một số doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán nước ngoài, ví dụ như là sàn London. Tuy nhiên thì sau đó đã dỡ niêm yết. Nhiều doanh nghiệp khác mong muốn lên sàn nhưng chưa thành công. Thách thức khiến các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể niêm yết trên các sàn chứng khoán ngoại là gì thưa ông? Đầu tiên là xem cái doanh nghiệp đó họ thực sự có kinh doanh hiệu quả không. Thì nếu mà không kinh doanh hiệu quả thì cái việc bị gỡ niêm yết là sớm muộn mọi người ha. Tại vì bản chất của những cái thị trường chứng khoán và những cái sàn niêm yết là để làm gì? Là để tối ưu cái dòng vốn của xã hội. Dòng vốn của xã hội đổ vào những cái doanh nghiệp nào mà làm việc hiệu quả nhất.
Thì nếu mà không hiệu quả thì người ta không đổ vốn vào. Điểm thứ hai ấy, là liên quan đến những cái lý do tại sao họ lên sàn. Lý do đầu tiên là họ cần thêm tiền, cần thêm nguồn vốn thì họ lên. Khi họ không đạt được mục tiêu, cố hết sức không đạt được mục tiêu thì thôi họ gỡ niêm yết. Tiếp tục nữa là thoái vốn. Thì nếu họ thoái vốn thành công thì ok, thoái vốn thành công rồi thì gỡ niêm yết. Sau một thời gian không thành công thoái vốn thì họ cũng tìm cách họ gỡ niêm yết. Vâng, vậy thì ý kiến của ông thế nào thưa tiến sĩ Ngô Công Trường? Có một cái việc mà chúng ta cần lưu ý thì cái việc mà để trước khi lên sàn thì chúng ta cần phải làm một cái doanh nghiệp chuẩn chỉnh. Chuẩn chỉnh ở đây được hiểu là đầu tiên là chúng ta cần phải làm doanh nghiệp hiệu quả. Hiệu quả ở đây phải thể hiện qua việc lợi nhuận. Và nếu mà chúng ta không hoạt động hiệu quả thì cái việc mà tháo niêm yết trên các sàn chứng khoán rất dễ diễn ra. Thứ hai là để tạo được cái niềm tin của cái người đầu tư vào cái công ty của mình thì chúng ta phải tạo cái thương hiệu của doanh nghiệp hay là thương hiệu của người chủ doanh nghiệp luôn. Và thậm chí là phải tạo một cái hệ thống doanh nghiệp hoạt động một cách rất bài bản tại cái nước sở tại. Thị trường hiện nay các nhà đầu tư người ta rất quan tâm về việc là các công ty công nghệ. Và hiện nay đặc biệt là công ty nào yếu tố công nghệ cao nè, công ty nào về AI nè, thì cái giá trị của công ty đó được đánh giá rất là cao. Triển khai được cái việc mà chúng ta đã hứa cam kết với thực tế thì đó là cái điều vô cùng quan trọng để chúng ta giữ được cái công ty của mình trên sàn chứng khoán. Và sau đó nó sẽ tạo được cái niềm tin. Vietnamese enterprises deploy two popular methods to target foreign stock exchanges. One is an initial public offering, IPO, in which a company raises funds by selling newly issued shares to investment banks. Then, investment banks sell those shares primarily to institutional investors. The other is through a special purpose acquisition company, SPAC. This means an operating company can merge with or be acquired by the publicly traded SPAC and become a listed company in lieu of executing its own IPO. An IPO involves more time and money, so a SPAC is usually preferred. However, this method has its own shortcomings. For example, a SPAC may have 100 million of assets to deploy to the company who wants to go public, but the SPAC investors can actually redeem their shares at any point. And once they do those redemption, then $100 million may not be left at the end of the day. So a company who goes through a SPAC may not get enough liquidity that they thought that they would get when the SPAC deal was announced. Whether enterprises choose an IPO or a SPAC for their listing, experts stress that the core that every one of them should focus on is their internal capabilities, including building an effective business model and enhancing corporate management. In addition, upgrading the Vietnamese stock market is also a plus. Áp dụng được cái thông lệ tốt nhất, tiệm cận dần hơn đến cái thông lệ tốt nhất đối với việc niêm yết, việc quản trị trên các sàn và yêu cầu niêm yết đối với các doanh nghiệp của mình gần hơn với các sàn giao dịch quốc tế tiên tiến nhất. Thế thì thật ra như vậy, khi doanh nghiệp chúng ta thành công niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là các doanh nghiệp chúng ta đang tiệm cận gần hơn đến những cái yêu cầu khắt khe hơn tại các sàn giao dịch, tại các thị trường phát triển. One of the actions that the Security Commission and can take is to develop and review and revise the current law on securities and all the guiding legislation and legal framework associated with that on the stock market. That will promote a more healthier, buoyant, transparent and sustainable stock exchange. And that will give many other foreign exchanges confidence in developing cooperation networks with the Vietnam Stock Exchange. Meanwhile, Vietnamese enterprises can get support from reputable consulting companies with knowledge and expertise in stock transactions to access major international stock exchanges. Các phương thức khả thi mà doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận các sàn giao dịch nước ngoài là gì thưa ông? Phương thức nào cũng được, miễn sao mình đạt được mục tiêu là được. Thì đối với các công ty mà niêm yết sàn chứng khoán, chúng ta phải có một chiến lược khôn ngoan và đúng đắn. Thì nếu chúng ta tự làm được thì chúng ta làm, còn không chúng ta nên thuê tư vấn, không những ở Việt Nam mà ở nước ngoài nữa, đặc biệt là những nhà tư vấn ở Mỹ để người ta có thể tư vấn cho các anh chị vào thị trường mà chúng ta đang quan tâm. Thì SPAC hay là IPO trực tiếp đó đều là những cái chiến lược để chúng ta đi vào thông qua cái sự công ty có sẵn trên thị trường thì nó sẽ nhanh hơn. Thị trường Nasdaq là thị trường ưu tiên hàng đầu với họ, nhưng mà không phải là Nasdaq là thị trường duy nhất, mà sau này các công ty niêm yết khác ở Việt Nam muốn lên sàn chứng khoán ở Mỹ hay các nước khác thì chúng ta sẽ có những sự lựa chọn tương ứng với công ty của mình. Và miễn sao mình có được cái chiến lược khôn ngoan để mình tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất có thể
chưa chắc là lên sàn chứng khoán hay là IPO là lựa chọn duy nhất. Tại vì có rất nhiều công ty rất lớn của Mỹ, thậm chí là những công ty hàng đầu của Mỹ, họ quyết định vẫn là không niêm yết trên sàn hoặc là non-listed, nhưng mà họ rất là lớn. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng là IPO hay là niêm yết đó là một cái chiến lược của doanh nghiệp, và chúng ta phải chuẩn bị rất là sẵn sàng cho cái việc là trước, trong và sau niêm yết, chứ không phải là niêm yết rồi xong. Tại vì trong và sau niêm yết là một cái quá trình rất dài, và nó cũng có thể là một quá trình tốn kém rất nhiều nguồn lực của doanh nghiệp, nên chúng ta phải có sự lựa chọn khôn ngoan và phù hợp với doanh nghiệp. Làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các điều kiện và tiếp cận để được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài? Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm gì từ các nước khác trong vấn đề này? Những cái việc mà đầu tiên là học hỏi nhé. Thực ra thì những cái case study hoặc là những cái trường hợp mà gọi là best practice trên thị trường ấy, thì nó có rất là nhiều. Ở Trung Quốc có một số trường hợp rất là hay, và họ viết hết lại, lưu hết lại những cách họ làm, những khó khăn họ làm trong cái quá trình mà cái doanh nghiệp đó đi IPO về thị trường Mỹ, họ chia sẻ lại cho các doanh nghiệp khác. Tôi nghĩ đây là một cái thực hành rất là hay để cho tránh cái lãng phí thôi. Những kinh nghiệm, cái gì là đau thương có rồi, một doanh nghiệp có rồi, thì các doanh nghiệp khác của quốc gia đó nên tránh khi quá trình triển khai. Một lần nữa rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn. Listing in foreign stock exchanges is a long journey. Therefore, Vietnamese companies are advised to make careful preparations to achieve their dream in setting foot in overseas exchanges. This is not only obtaining a thorough understanding of the requirements and conditions of international stock markets, it is also about improving their capabilities and transparency to meet those requirements. As such, companies can enhance their global outreach by securing wider access to capital and contribute to building the Vietnamese products and services brand in the world market. And that concludes this edition of BizLine. Stay with us for more content or download our app BTV Go from App Store or Google Play for additional content. Until next time.